tốt. Thì ai có quý vị bây giờ mà cảm thấy buồn ngủ đó thì xin quý vị đừng ngủ nha. I don't think you realize you come all the way so far to come to this place eagerly waiting for us to come. Và chúng tôi đã đến một cái nơi xa, đến thẳng cái nơi này luôn, và chúng tôi rất là hào hứng để mà tới đây. So nobody else speak English or understand English. Vậy là ở đây không có ai nói và hiểu tiếng Anh phải không ạ? So how do you know he interpret correctly? Vậy thì làm sao quý vị biết là cái người này thông dịch đúng hay là sai? Vẫn nói thằng này thì sao? So you trust him very much, right? Vậy có nghĩa là quý vị tin rất là nhiều đúng không ạ? Để cái người thì rất là nhiều. What if he doesn't understand me and then anyhow interpret? Vậy nếu người này không có hiểu tôi thì làm sao cái người này có thể dịch lại cho quý vị được? Yes. So we have a problem. Vậy thì chúng ta gặp một cái rắc rối. Maybe we have a problem. Có thể chúng ta có một cái rắc rối. What I say and what you receive. Những gì mà tôi nói và những cái gì mà quý vị nhận. May not be the same. Có thể nó khác nhau. Agree? Quý vị đồng ý không? So he is a very important person. Cho nên đây là một người rất là quan trọng bởi công chức làm cha. Yes. Quý vị đồng ý không? So today my lesson, if he interprets wrongly. Và ngày hôm nay nếu mà cái bài học của tôi mà cái người này mà chỉ sai đó. There's some harm. Thì sẽ có những cái sự đặc biệt, những cái rào cản. But the harm will not be very big. Và hoặc có thể là cái nó không có gọi là cái sai với cái bài của tôi mà có thể là nó không có nhiều. But when we talk about the Bible. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về Kinh Thánh đó. If we interpret wrongly. Nếu mà chúng ta giải nghĩa sai Kinh Thánh. And then you tell it to somebody. Và mình nói cái sự giải nghĩa đó cho người khác. The consequence can be very great. Thì hậu quả rất là nghiêm trọng. Agree? Quý vị đồng ý không? There was this businessman. Có một thương gia kia. He was on a trip to a very far distance. Anh ta ở trong một chuyến đi đến một cái nơi rất là xa. He was a bachelor and he served as a top executive of a leading company. Anh ta đúng không, là một cái người gọi là cử nhân và là một cái giám đốc điều hành của một cái công ty và rất là lớn. Not a company but a government agency. Thực ra không phải là một công ty mà là một cái cơ quan của chính phủ. In fact, he's a financial officer. Ông là một nhân viên về tài chính. And he was returning from Palestine. Và ông đã trở về cái xứ Palestine. And he was reading this book. Và anh ta đọc cái sách này. He was looking at the book. Và cái người này nhìn vào cái cuốn sách đó. But he did not understand. Nhưng mà anh ta không có hiểu. So a man came. Và thấy là một người đàn ông khác xuất hiện. And ask him, do you understand what you are reading? Và hỏi cái người thương gia rằng, anh có hiểu những gì mà mình đang đọc hay không? And he say, I can read but I don't understand unless someone explain to me. Thì cái người thương gia kia mới nói, tôi đọc nhưng tôi không hiểu trừ phi có người nào đó giải thích cho tôi. And the man was Philip. Và người mà giải thích chính là ông Philip. Familiar story? Câu chuyện có quen thuộc không quý vị? Familiar story? Câu chuyện quen thuộc phải không ạ? And và he asked Philip, why don't you explain to me what am I reading? Và người đó nói với Philip rằng tại sao ông không có giải thích cho tôi hiểu cái điều mà tôi đang đọc? And the story is that he asked after Philip explained to him the eunuch. This is talking about eunuch from Egypt. Câu chuyện này nói về một người hoạn quan đến từ xứ Ai Cập. And when Philip explained the scripture. Và khi ông Philip giải thích Kinh Thánh. And he was so amazed. Và ông hoàng quan này đã rất là ngạc nhiên. And he asked Philip to baptize him on the spot. Và nhờ Philip làm bắp tem ngay tại chỗ luôn. And this eunuch. Và người hoàng quan này. He went back to Egypt. Trở về Ai Cập. A country south of Philistine. Là một quốc gia nằm phía nam của xứ Philistine. Became the first Christian there. Và ông trở thành cơ đốc nhân đầu tiên ở tại đó. See the importance of the person who interpret the Bible to him. Chúng ta thấy cái tầm quan trọng của người giải nghĩa Kinh Thánh đối với kiều hoàn toàn đó. Just like my friend here. Giống như người bạn của tôi ở đây khi mà thông dịch. We rely on him. Chúng tôi nhờ cả vào cái người này. When I speak to you, you are looking at him. Khi mà tôi nói với quý vị đó, quý vị lại nhìn cái người này. Today my chapter here is the method of interpretation. Ngày hôm nay đó thì tôi sẽ chia sẻ về các phương pháp giải nghĩa. So I talk to you now. Bây giờ thì tôi nói với quý vị.
He listened to my word, just a language called English. Thì người này nghe cái ngôn ngữ mà tôi nói ngôn ngữ tiếng Anh. He just translate the English to your Vietnamese language. Việc của người này chỉ là dịch lại tiếng Anh sang tiếng Việt mà thôi. Hermeneutics. Đó chính là cái sự thông dịch của quý vị. Oh, you can interpret hermeneutics. Yeah, we have the words in Vietnamese. Okay. Great. What's wrong? All right, great. To translate English is very simple because it's just a language, and this language is being used currently in the world today. Dịch tiếng Anh đó thì là dễ bởi vì đó là một ngôn ngữ mà phổ biến ở trên khắp thế giới ngày hôm nay rồi. But we are talking about the Bible. Nhưng chúng ta đang nói về sự giải nghĩa Kinh Thánh. How old is the Bible? Kinh Thánh thì có tuổi đời bao nhiêu rồi quý vị? Anyone? Ngoài biết không? You know the Bible was written, the first book to the last book, altogether about 3,500 years. Quý vị có biết rằng từ cuốn sách đầu tiên cho đến sách cuối cùng á là được viết trong khoảng thời gian bao nhiêu? 3,500. Hơn 3,500 năm quý vị trong thời gian đó. How old is Vietnam? Việt Nam là lập quốc được bao nhiêu năm rồi? 4,000 years. Vietnam 4,000 years? Việt Nam 4,000 năm rồi hả? Really? Có thật như vậy không? Nghe được. The Bible was written from the first book over the period of 3,500 years. Kinh Thánh được viết từ cuốn sách đầu tiên trong trải dài cả một cái quá trình là hơn 3,500 năm. By 40 over writers. Bởi hơn 40 tác giả khác nhau. 3,500 years is over how many generations? Almost 100 generations. 3,500 năm tính ra là hơn 100 thế hệ. And language change. Và ngôn ngữ theo cái dòng đó nó thay đổi theo dòng thời gian nó thay đổi. Today we are seeing face to face. Ngày hôm nay đó thì chúng ta mặt đối mặt với nhau. We do not understand each other, we need an interpreter. Chúng ta không có hiểu nhau mà chúng ta cần một cái người thông dịch. And the Bible is the word of God. Và Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. And it's written by 40 over people over 3,500 years. Và được viết bởi hơn 40 người khác nhau trong một khoảng thời gian hơn 3,500 năm. And the last book written was about 1,900 years ago, 2,000 years ago. Và sách cuối cùng thì được viết cách đây hơn 2,000 năm. Can you imagine the Bible was written, finished, everything was done 2,000 years ago? Today we take it up and we read. Kinh Thánh đã được hoàn tất cách đây hơn 2,000 năm và ngày hôm nay chúng ta lấy và chúng ta đọc. Let's not talk about the 3,500 years. Talk about the day when the Bible book was last written to today is 2,000 years. Chúng ta không nói về khoảng thời gian 3,500 năm mà Kinh Thánh được viết ra, mà chúng ta chỉ nói tới cái thời điểm sách cuối cùng được viết ra cho đến ngày hôm nay, khoảng thời gian hơn 2,000 năm. We open the scripture. Chúng ta mở Kinh Thánh ra. We do not understand that. Chúng ta không có hiểu. So interpretation is very important. Cho nên cái sự giải kinh nó rất là quan trọng. And another thing about the Bible. Một điều nữa về Kinh Thánh. It's not like a storybook. Nó không giống như những cuốn sách những kể về những câu chuyện. Written by one person from page one to all the way to the last page. Do một người đọc từ trang đầu đến trang cuối cùng. One person. Một người thôi. One language. Một ngôn ngữ. And one understanding. Và một sự hiểu biết. He writes the whole story. Người đọc viết toàn bộ câu chuyện. Which is easy to understand. Là một câu chuyện dễ hiểu. But the Bible has got 66 books put all together. Nhưng mà Kinh Thánh đó thì gồm 66 sách gồm lại. Right, we know the Bible has got poetry, we have history. Đúng không ạ? Chúng ta biết Kinh Thánh đó thì trong đó có văn thơ, có lịch sử. We have gospel, we have epistle, we have letters. Rồi chúng ta có các thư tín, rồi những kia gọi là những sách phúc âm. Prophetic books. Rồi những sách tiên tri. All are different languages. Tất cả đều được viết trong những ngôn ngữ khác nhau. The way we read each book. Cách mà chúng ta đọc từng sách một also differently cũng khác nữa. That's why we have so many methods of interpretation. Đó là lý do chúng ta có rất là nhiều cái phương pháp giải nghĩa. The problem we have is that whether we are applying the right method of interpretation for the right for the particular book. Cái vấn đề nằm ở chỗ chúng ta có ứng dụng đúng cái phương pháp giải nghĩa cho từng cuốn sách nhất định hay không. You have in your notes ở trong cái sách bài học của quý vị đó. A few methods. Một số cái phương pháp. Let me just briefly go through the heading.
tôi sẽ đi một cách là cái vắn tắt qua những cái tượng của từng cái phương pháp đó. The first method is called allegorical. Cái phương pháp đầu tiên là cái phương pháp ngụ ý hay là ngụ ngôn. The second is mystical. Phương pháp thứ hai là phương pháp mầu nhiệm. And next one is devotional. Và phương pháp mầu đạo. The next one is rational. Và tiếp theo là phương pháp duy lý. Literal. Và phương pháp theo nghĩa đen. And this is not all, you know. Tất nhiên không phải chuyện này là hết. Còn nhiều phương pháp khác nữa. There are many other methods, but it's not listed here. Có nhiều phương pháp khác nữa mà không có được liệt kê ở đây. And since you have the notes, vì quý vị đã có ở trong bài rồi. It tells you about how each method started. Nội dung ở trong này cho chúng ta biết được đúng không? Cái khởi nguồn, cái khởi sự của những cái phương pháp đó là gì. And your notes tells you what are it about, what is the method about. Và cho chúng ta biết được cái nội dung của cái phương pháp đó là như thế nào. And it also tells you the evaluation, whether this method is good or not good. Và cũng cho chúng ta biết được những sự đánh giá, đúng không? Cái phương pháp này là tốt hay là không tốt. You can read this yourself, okay? Quý vị có thể tự đọc cái phần này đúng không ạ? I will just touch on one or two out of these few. Thì trong số ít những cái phương pháp ở đây thì tôi sẽ trình bày một hay là hai cái phương pháp mà thôi. At the end of this chapter, vào cuối chương này, I don't expect all of us here to become good or even to really practice each of the method. Tôi không mong là tất cả chúng ta đều trở thành những nhà giải kinh đúng hay là chúng ta áp dụng. You open the Bible. Là để cho chúng ta khi chúng ta mở kinh thánh. Different people, different background. Những con người khác nhau và những bối cảnh khác nhau. Very likely to read the Bible and interpret it very differently. Và họ đọc kinh thánh, họ xem kinh thánh một cách rất là sơ sài và trải nghĩa kinh thánh theo nhiều cách khác nhau. My dear brother, Elder Peter. Người bạn thân của tôi là trưởng lão Peter ở đây. We are both from the same church. Chúng tôi đến từ cùng một hội thánh. Sometimes we see scripture very differently. Đôi khi đó chúng tôi nhìn kinh thánh rất là khác. But we learn to accept why he interpret this way, and he learned to accept me how I interpret it this way. Nhưng mà chúng tôi học cách giải nghĩa câu kinh thánh của ông cũng như ông chấp nhận cái cách giải nghĩa kinh thánh của tôi. Interpretation is not easy. Giải nghĩa không có đơn giản đâu quý vị. We are looking at a book so long ago. Chúng ta đang nhìn vào một cuốn sách mà tuổi đời của nó rất là lâu rồi. And perhaps the language no longer used today. Và có thể ngôn ngữ được viết kinh thánh ngày hôm nay không còn được sử dụng nữa. And we try to understand what is the writer talking about. Và chúng ta đang cố gắng tìm hiểu điều mà những tác giả đó muốn nói. It was a book written by a man. Đây là một cuốn sách được viết bởi một người. Inspired by the Holy Spirit. Mà được Thánh Linh cảm động. Write it under the inspiration of God. Viết dưới sự thần cảm của Chúa Thánh Linh. It was written for the period of time when it was written. Người đó viết cho cái thời điểm đó. For a particular type of people. Cho kiểu người ở cái thời điểm đó. For a purpose. Vì một mục đích. Therefore, vì thế, he has only got one meaning. Người viết đó chỉ có một ý nghĩa thôi. At the point in time. Vào cái thời điểm đó. Agree with me? Quý vị có đồng ý với tôi không? So every scripture there should be only one interpretation. Cho nên là mỗi câu kinh thánh nó phải có duy nhất một cái sự giải nghĩa mà thôi. But because of the time space. Nhưng mà bởi cớ cái khoảng cách về thời gian. And because of the language. Nhưng mà different. Bởi cớ cái sự khác biệt về ngôn ngữ. And also because of copying. Và bởi cớ cái việc mà sao chép lại. Even when the last time there's no printing machine. Vào thời đó thì không có máy in. The Bible was written word for word, letter for letter. Kinh thánh đã được sao chép đúng không? Từng chữ một và từng chấm, từng nét một. There bound to be some human error. Thì đúng không ạ? Người ta phát hiện sau này á, khi mà người ta sao chép thì có một số cái lỗi. And worse still, before paper was invented. Và họ sao chép trước khi mà người ta phát minh ra giấy. The Bible was used orally. Và lúc đó thì kinh thánh người ta sử dụng truyền khẩu với nhau. They remember the scripture and then they orally
tell you the scripture. Họ học thuộc Kinh Thánh và sau đó họ truyền miệng lại với nhau. From generation to generation. Từ thế hệ này sang thế hệ khác. So we have so much policy of issues. Cho nên chúng ta có tất cả những cái vấn đề như vậy. So we bound to have discrepancy even today when we try to interpret. Cho nên chúng ta có những cái sự bất đồng cho đến ngày hôm nay, đúng không? Liên quan đến cái sự giải nghĩa. Difficult, but that doesn't mean we don't do it. Giải nghĩa Kinh Thánh là việc khó, nhưng không có nghĩa khó là chúng ta không có làm. So we continue to try to understand the word of God. Chúng ta cứ cố gắng nỗ lực để chúng ta hiểu được lời của Chúa. Yeah, the first method inside here is called allegory. Và cái phương pháp đầu tiên được nói đến ở trong sách của chúng ta là phương pháp ngụ ý. Let me tell you what is this about. Okay? Và tôi sẽ nói cho quý vị nội dung của cái phương pháp này là gì. You like story? You like history? Quý vị có thích những câu chuyện hay là quý vị có thích lịch sử không ạ? When after the fall of Adam and Eve, sau sự sa ngã của ông Adam và bà Eva, men go wayward out of God. Thì lúc đó con người đi xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Then God chose a nation through Abraham. Và sau đó Đức Chúa Trời đã chọn lập một quốc gia qua Abraham. He called Abraham his chosen nation. Và Ngài gọi ông Abraham là đất nước hay là dân tộc được chọn. God's intention is to preserve this nation through Abraham to be pure before him. Đức Chúa Trời có ý định là gìn giữ quốc gia hay là đất nước này trong cái sự thánh khiết ở trước mặt Ngài. So that he can bless him and he becomes a blessing to the entire world. Để Ngài có thể ban phước cho Abraham và qua ông đó, Ngài muốn ban phước cho cả thế giới này. The blessing is not food, wealth alone, but the blessing is about the good news. Và phước hạnh ở đây không phải là cái gì đó không, mà phước hạnh ở đây chính là tin mừng. And then he promised him a land filled with milk and honey. Rồi sau đó Chúa cũng hứa cho Abraham về một xứ được sữa và mật. He drive up the land, God drive up all the people in the land. Và Chúa đã đuổi tất cả những dân ở trong cái xứ đó. And then give this land called Philistine to the nation of Israel. Và Chúa đã ban xứ gọi là xứ Philistine, Palestine ngày nay đó cho dân Israel. From the Bible we know that they asked for a king. Thì trong Kinh Thánh chúng ta biết là gì? Dân Israel đã xin một vua. And then they have king. Và sau đó họ có vua. And they fight. Và sau đó họ đi đánh trận. After fighting, sau khi mà đánh trận xong, they fight internally. Thì ông đánh trận ngoài xong, bây giờ họ đánh trận trong. Then they begin to speak. Rồi sau đó vương quốc bắt đầu chia rẽ. Internal fighting. Đúng rồi, có những cái cuộc gọi là cái chiến tranh gọi là cái nội bộ. In the land of Philistine. Ở trong xứ Philistine. Is full of fighting. Đây những cái cuộc chiến. Over a few hundred years. Trong thời gian hơn mấy trăm năm. You see many empires comes. Chúng ta thấy đúng không? Hết dân tộc này đến dân tộc khác đi đến và đánh nhau. You saw our nation of Israel. Chúng ta thấy đất nước Israel. Coming under a Syrian empire. Thì họ ở dưới cái chế độ gọi là cái quốc gia gọi là vương quốc Assyria. Babylonian. Rồi ở dưới sự thống trị của Babylon. The Greek. Rồi ở dưới quyền cai trị của Hy Lạp. So we have empire after empire taking over, ruling over the nation of Israel. Cho nên hết đất nước này đến đất nước khác đã thống trị, đã cai trị đến đất nước Israel. So the culture also changed. Cho nên văn hóa của họ thay đổi. Language also changed. Ngôn ngữ cũng thay đổi. So during that period of time. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó. Towards the end of the Old Testament. Cho đến cái thời kỳ cuối của Tân Ước. You have this Greek philosophy influencing the nation of Israel. Có nhiều cái triết học đã ảnh hưởng vào đất nước Israel. That's when the Israel becomes no more pure. Đó là lý do mà dân Israel họ không còn là thánh khiết trước mặt Đức Chúa Trời. They mix with the Greek. Họ đã pha tạp với dân Hy Lạp. That's where we get a Hellenistic. Đó là lý do mà chúng ta có một cái thế hệ gọi là cái thế những người Lai, những người Do Thái, những người Hy Lạp. The Greek are a Greek influence in the land during that time. Người Hy Lạp là những người có cái ảnh hưởng lớn ở tại cái xứ Philippines ở cái thời điểm đó. Even today, Greek philosophy are very popular. Và ngay cả ngày hôm nay, những cái triết học của người Hy Lạp đó rất là phổ biến. You know what does a Greek philosopher does? Quý vị biết một nhà triết học hay là triết học của Hy Lạp đó người ta làm cái gì? They will sit under the tree. Họ ngồi với nhau ở dưới những cột cây. And then they will dream. Và sau đó họ mơ. And they will imagine. Họ tưởng tượng. Then they will make something out of nothing.
Và từ chỗ không có gì đó, họ biến ra thành có. Same thing when it comes to scripture. Thì cũng tương tự với you look at the scripture, tương tự với Kinh Thánh. And they adopt their style of understanding writings. Và họ biết Kinh Thánh và họ áp dụng vào những cái sự hiểu biết liên quan đến cái sự viết lách của họ vào bên đấy. So they spiritualize the scripture. Và thế là gì, họ giống như kiểu là gì, họ thuộc linh hóa Kinh Thánh điều họ biết. And then what the Bible has mentioned just now, the Bible is was written for at the point in time for one interpretation, one meaning. Thì giống như tôi vừa mới nói, Kinh Thánh được viết ra cho cái thời điểm đó và nó có một mục đích duy nhất, một ý nghĩa duy nhất. But the Greek philosophy. Nhưng mà những triết gia Hy Lạp. They don't accept the word of the word literally. Họ không có chấp nhận nghĩa cái lời Chúa theo như cái nghĩa đen. They because of the way they are. Bởi vì cái cách của họ. They see that the word there's some meaning behind the word. Và họ coi đằng sau cái nghĩa đen của lời Kinh Thánh được viết ra, họ xem đằng sau đó còn có những ý nghĩa khác nữa. So based on their own understanding, they interpret what they understand the word. Cho nên dựa vào cái sự hiểu biết riêng của họ đó, thì họ gọi là gán vào Kinh Thánh những cái điều mà Kinh Thánh không có nói. So they don't just do it for any writing, they also do it for the Bible. Họ không có chỉ áp dụng cái phương pháp đó cho bất cứ những cái tác phẩm nào khác, mà họ cũng áp dụng cái đó cho cả Kinh Thánh luôn. I take example for even the Bible we have this this method being used by Apostle Paul. Và ngay cả cái phương pháp này chính ông sứ đồ Phaolô cũng đã sử dụng. If you have the Bible with me, you turn to Galatians 4. Quý vị mở với tôi ở trong Galatians đoạn số 4. Trong Galati và 4 câu số 4. Sorry, Galatians 4 verse 24. Xin lỗi quý vị, ở trong câu 24. Cả điều đó có một nghĩa bóng. Hai người giữ đó tức là hai lời giao ước. Một là lời giao ước tại núi Sinai. Con trai và cái việc mà ông sử dụng cái phương pháp ngụ ý đó là do bởi cái sự thần cảm của Thánh Linh. So what is written here, although he used this method which is not accurate. Và cái việc mà ông sử dụng cái phương pháp ngụ ý ở đây do cái sự thần cảm của Thánh Linh, mặc dù cái phương pháp đó ra từ người Hy Lạp và nó không có chính xác. But because this is a inspired book. Nhưng mà bởi cớ đây là cái sách mà do Thánh Linh thần cảm. So the meaning is accepted. Cho nên ý nghĩa mà ông Phaolô nói ở đây được chấp nhận. Today, ngày hôm nay, very often we also have people adopting this method. Thường cũng có những người họ chấp nhận cái phương pháp này. Important for you and me to understand. Cái điều quan trọng quý vị và tôi cần hiểu. Is that we have to be very careful. Đó là gì? Chúng ta cần phải rất là thận trọng. We are not like Apostle Paul who was inspired and then the scripture was inspired and canonized as a Bible. Chúng ta không có giống như Phaolô, chúng ta không có được gọi là Thánh Linh thần cảm và chính Thánh Linh thần cảm lời của Ngài để có thể viết ra lời đó. So this is this method is not accurate. Cho nên cái phương pháp này không có chính xác. Understand? Quý vị có hiểu không ạ? This is also a dangerous method. Đây là một phương pháp khá là nguy hiểm. Because every philosopher, every person has got a way of interpreting. Bởi vì những nhà triết học đó, nhưng họ đã đi xa khỏi cái việc giải kinh. And we the way we do it, we are deviating from the actual meaning. We are moving out of the actual meaning. Tức là gì? Khi mà chúng ta dùng cái phương pháp ngụ ý đó, chúng ta thêm vào những cái ngụ ý mà chúng ta cho vào, chứ không phải là tất cả con người, chúng ta đi xa rời cái ý nghĩa thật của nó. The other method is mystical method. Một phương pháp khác nữa đó là phương pháp mầu nhiệm. This method is almost similar to the first method. Phương pháp này thì gần giống với là phương pháp đầu tiên.
But it's even worse. Và thậm chí còn tệ hơn nữa. You can, each person can have their own interpretation. Và cho rằng đó, mỗi người có thể tùy ý giải theo, giải nghĩa theo cái điều mà mình muốn. And then it opens why the scripture can mean so many things. Và tự nhiên họ mở ra, như là mở rộng ra và cứ cho rằng là Kinh Thánh muốn có nghĩa như thế nào cũng được. It's called mystical. Nó được gọi là mầu nhiệm. Because when the people who adopt this method, bởi vì những người họ chấp nhận cái phương pháp này, he thinks that when the word was written to them, họ nghĩ rằng khi mà lời được viết cho họ đó, we have to read behind the word to know what the true meaning. Thì chúng ta phải đọc được ý nghĩa đằng sau của cái chữ đó, chứ không phải là cái nghĩa thật của nó. The next method is devotional method. Và cái phương pháp tiếp theo là cái phương pháp mộ đạo. Đây là tạm dịch thôi nha quý vị, tại vì chuyên ngữ trong tiếng Việt thì nó hơi khó một xíu. There are this group of people who thinks that devotional Bible is made for individual edification. Thì có người biết rằng là Kinh Thánh được ban ra với mục đích là gì? Có cho cái sự gây dựng cá nhân. And to each individual, when we spend our quiet time. Và với từng cá nhân như vậy, khi mà chúng ta để dành cái giờ riêng tư của mình. Our devotional time. Hay là cái thời gian mà chúng ta gọi là tĩnh nguyện đó quý vị. When we read the Bible, we read the Bible as if we are inside. The Bible is talking about us. Và chúng ta đọc Kinh Thánh giống như thế là chúng ta ở trong cái bối cảnh đó, như thế là Kinh Thánh nói với chúng ta. All these different methods. Tất cả những cái phương pháp khác này. We cannot use the same method for every kind of scripture. Mỗi câu Kinh Thánh chúng ta không thể nào sử dụng cùng một cái phương pháp để mà giải nghĩa. There are certain kind of scripture like story. Có những câu Kinh Thánh giống như là câu Kinh Thánh nói về những cái câu chuyện. Like history. Hay là những sách nói về lịch sử. When they record about the past. Khi mà nó ghi lại về quá khứ. We should use literal method, meaning that when we read, we understand it directly. Thì chúng ta phải sử dụng cái phương pháp giải nghĩa theo nghĩa đen, có nghĩa là gì? Mình đọc và mình hiểu theo như những gì mà nó nói. When we read about Psalm, khi chúng ta đọc Thi Thiên, Psalm, you know, we cannot read literally. Chúng ta không thể nào đọc theo nghĩa đen được. Like, you are my rock. Có câu nói là Ngài là vầng đá của tôi, chúng ta không thể hiểu Chúa là cái đá được. Right? You cannot say Jesus is a rock. Chúng ta không thể nói Chúa Giêsu là vầng đá. Yes. Đúng không ạ? So you cannot read it literally. Cho nên có những cái sách chúng ta không thể nào giải nghĩa theo cái nghĩa đen như vậy. So different kind of book in the Bible. Cho nên là mỗi sách khác ở trong Kinh Thánh. Require different method of understanding that. Chúng ta sử dụng những cái phương pháp khác nhau để chúng ta có thể hiểu được những sách đó. Bible interpretation. Giải kinh. It's just like a surgeon. Thì giống như là một cuộc phẫu thuật. Yeah, a surgeon when he open up the body, a surgeon, surgery when he cut out the body. Phẫu thuật là gì? Tức là mổ xẻ, tức là cái thân thể. You do the observation, look at the body, why this organ is swelling, why the blood is bleeding here. Mình mổ xẻ và mình coi cái cơ thể tại sao nó đau chỗ này hay là tại sao nó lại chảy máu. And then you observe. Rồi sau đó thì chúng ta làm gì? Điều trị. Just like the eunuch. Giống như ông hoàng quan. And then, because of the training, bởi cớ cái sự huấn luyện đào tạo, he will look and find out why this part is swelling, why this part is bleeding. Và khám phá rằng tại sao cái bộ phận này thì nó tốt, còn cái bộ phận này thì nó đang chảy máu. And this is likened to be like interpretation. Và cái này thì chúng ta có thể ví với cái việc chúng ta giải nghĩa Kinh Thánh. What is the purpose? Mục đích là gì? The purpose is to find out the issue and then solve the problem of the injury. Mục đích là gì? Chúng ta tìm ra cái điểm mà bị thương tổn và chúng ta xử lý cái thương tổn đó. So likewise, when we interpret the scripture. Cho nên khi mà chúng ta giải nghĩa Kinh Thánh đó thì hãy khôn ngoan. It's not just wanting to know what it meant. Để chúng ta biết được ý nghĩa của nó là gì. But after knowing what it meant,
không chỉ là chừng đó mà thôi, nhưng mà sau khi chúng ta biết được ý nghĩa của nó rồi, we want to see what is the scripture talking to us today. Chúng ta cần phải tìm hiểu xem Kinh Thánh đang nói điều gì với chúng ta ngày hôm nay. What does it mean today? Nó có nghĩa gì trong ngày hôm nay? That is the purpose of interpretation. Đó chính là mục đích của sự giải nghĩa. So, we as a leader, chúng ta là những lãnh đạo. When we interpret scripture, khi mà chúng ta giải nghĩa Kinh Thánh, just how Elder Peter talks about humility. Trưởng lão Peter vừa mới nói về cái sự khiêm nhường. You need to be humble, especially when we, as a leader, you know, we think that we know the scripture very well. Và chúng ta cần phải khiêm nhường, bởi vì đôi lúc mình nghĩ mình là lãnh đạo, mình biết Kinh Thánh rất là giỏi. Sometimes we try to outsmart the Bible. Đôi khi đó, mình có vẻ mình là khôn hơn Kinh Thánh. When we read the scripture, we try to have a new revelation. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh đó, chúng ta cố gắng nỗ lực để có cái sự mặc khải mới. Such that, you know, you say, oh, somebody has not. Okay, certain scripture, when you interpret certain scripture, we, because of our pride. Và bởi cớ cái sự kiêu ngạo khi chúng ta giải nghĩa một số câu Kinh Thánh nào đó. We interpret a scripture in a new revelation. Cho chúng ta giải nghĩa những câu Kinh Thánh đó theo cái sự mặc khải mới. But the purpose is not to find out a new revelation. Nhưng mà cái mục đích của chúng ta không phải là để tìm một cái sự bày tỏ hay là cái sự mặc khải mới. But it's actually to feed your own pride. Nhưng mà mục đích là gì? Để mà gọi là dung túng cái sự kiêu ngạo của mình. So whatever method we are employing. Cho nên dù chúng ta đang sử dụng phương pháp nào đi nữa. It is about finding out the truth, finding out the meaning of the scripture. Mục đích chúng ta cần đặt ra đó là tìm biết cái lẽ thật và cái ý nghĩa của Kinh Thánh. Not to feed your ego, say that wow, I have a new revelation from this passage. Chứ không phải là để là sử dụng cho cái tôi của chúng tôi và nói rằng, oh, tôi có một cái sự mặc khải mới. Well, maybe it's true you have. Có thể cái sự mặc khải quý vị có là đúng. But we need to check whether it's really, really, it's not our pride. Và nhưng mà chúng ta cần phải thực sự ra xem, oh, nó có đến từ cái sự kiêu ngạo hay là không. Any question? Quý vị có câu hỏi gì không ạ? Any question? Quý vị có câu hỏi gì không? Yeah, you take 2 minutes break. Please stand up and stretch. Bây giờ quý vị, mời quý vị đứng lên đi. Hallelujah. Quý vị tập thể chú pháp duy lý này á, thì được gọi là cái phương pháp gọi là sau thời kỳ cải chánh. It's from the year about 1600 to 1800. Thì nó ra đời vào cái khoảng thời gian là sau năm 1600 đến năm 1800. So this method is about 200-300 years ago. Cho nên cái phương pháp này á, thì nó tồn tại trong khoảng thời gian 200 năm. This method undermines the authority of the scripture. Phương pháp này á, thì đánh giá thấp thẩm quyền của lời Chúa. They read the scripture and then they rationalize. Những người sử dụng cái phương pháp này đọc Kinh Thánh và họ lý luận. They reason. Họ lý luận. And the individual, depending on your background. Và từng cá nhân, theo như cái bối cảnh của họ. Depending on your experience. Họ dựa vào cái bối cảnh và cái kinh nghiệm của họ. Depending on your knowledge. Họ dựa vào cái tri thức của họ. And depending on your application as well. Và họ cũng dựa vào cái học vấn của họ. Then you read the Bible rationally. Sau đó họ đọc Kinh Thánh một cách rất là duy lý. And whatever he thinks that this is what it means. Và nếu họ cho rằng, ồ, Kinh Thánh có nghĩa như thế này. It must be true. Thì nếu mà họ cho như vậy đó, thì họ cho rằng, ồ, cái đó là đúng. Whatever he reads and then he thinks that it's not true. Và khi mà người đó đọc vào trong lời Chúa và người đó nghĩ là cái đó không có đúng. You will ignore it. Thì cái người đó sẽ bỏ nó qua một bên. This way is also very dangerous. Và cái cách này cũng rất là nguy hiểm. Because it ignores the authority of the Bible. Bởi vì làm như vậy có nghĩa là chối bỏ thẩm quyền của lời Chúa. We understand, we must remember that the Bible is the word of God given to us. Chúng ta phải nhớ Kinh Thánh là lời của Chúa ban cho chúng ta. And if we ignore and think that the word
means something else. Và nếu chúng ta bỏ qua và chúng ta cho rằng kinh thánh kinh thánh có nghĩa khác. Then we got wrong message. Thì lúc đó chúng ta hoàn giả cái sự nghiệp sai sai. So this method they use reasoning. Cho nên cái phương pháp này người ta sử dụng cái sự lý luận. So this method also not recommended. Và chúng tôi cũng không có gọi là khuyến nghị quý vị sử dụng cái phương pháp này. People, those people who are not believers. Đối với những người mà không tin đó. Sometimes you will ask, are you sure your Jesus turned the water to wine? Họ sẽ đặt câu hỏi rằng, anh chị có chắc là Chúa Giêsu đã biến nước thành rượu không? You believe or not? Quý vị có tin hay không? Có. Really? Yeah. Thật không? Really? Thật không? Yeah, sure. Chắc không? Yeah. Those people you try to evangelize, do they believe? Những người mà quý vị muốn làm chứng cho họ đó, họ có tin như quý vị không? You say Jesus walked on water. Họ nói là Chúa Giêsu đi trên mặt nước hả? Then on the television you see the magician try to walk on water. Ở trên TV đó họ sẽ thấy những cái nhà ảo thuật đó cố gắng đi trên mặt nước. They say Lazarus died. Và họ nói là ông Lazaro chết. Then the people with the reason mind, with the rational mind, will say that no, he's in a coma. Và những người mà có cái tâm trí, cái suy nghĩ mà theo phương pháp duy lý họ nói là ông Lazaro đâu có chết, ông chỉ bất tỉnh thôi. And he woke up from the coma. Và ông bất tỉnh một hồi sau đó ông tỉnh lại. This is rational way of reasoning the Bible. Đây là cách là lý luận kinh thánh, duy lý. Sometimes believers does that. Đôi khi đó, ngay cả những người tin cũng làm cái điều đó. What is lagging is the faith. Và đó là cái điều mà họ tin. And try to use our rational mind. Chúng ta sử dụng cái tâm trí duy lý của mình. Rather than engaging the Holy Spirit. Thay vì chúng ta để Thánh Linh tham gia vào. The Holy Spirit will help us. Thánh Linh sẽ giúp đỡ chúng ta. And it's you to ask the truth. Và bày tỏ cho chúng ta lẽ thật. And the truth will set us free. Và lẽ thật sẽ buông tha chúng ta được tự do. The last method is literal method. Phương pháp cuối cùng ở đây là phương pháp theo nghĩa đen. This method is about one of the earliest method, literal method. It's from Ezra, which is about just before the 400 years of silence. Và đây là phương pháp lâu đời nhất, nó ra đời từ thời của Ezra. About the period after they returned from Babylon. Và trong khoảng cái thời gian mà dân Israel trở về từ xứ Babylon. This by far compared to the those methods in your book. Những cái phương pháp ở trong cái sách của quý vị. Are the most acceptable. Thì so với những cái phương pháp trước đó, thì đây là cái phương pháp mà được chấp nhận. Because you have less subjection. Bởi vì ở trong cái phương pháp này ít mang tính chủ quan. Any question? Quý vị có câu hỏi gì không ạ? No. Không ạ. What are the methods of interpretation? Những cái phương pháp giải nghĩa gồm những phương pháp nào? Có ai trả lời không? You find reading the Bible difficult? Quý vị có thấy đọc kinh thánh nó khó không? Yes. Why you say it's this? Which way you say it's difficult? Khó, nhưng mà nó khó theo cách nào? I still got time. I choose to ask you to ask questions. Because what we have covered are very theoretical. What we need to do. Điều mà chúng ta cần phải nói. What we need to know is that there are many different methods. Cái điều chúng ta cần phải biết là gì? Có nhiều cái phương pháp. But those every methods. Nhưng mỗi phương pháp. Cannot be used for
any of the books. Chúng ta không có thể sử dụng một phương pháp cho tất cả các sách được. Certain books need certain methods. Những cái sách khác nhau thì cần những phương pháp khác nhau. So the next few days, Elder Peter and myself, we will go through how we go about doing them. Và tôi với lại trường lão Peter trong những ngày tới sẽ giúp quý vị cùng chúng ta đi qua từng phương pháp đó cho từng sách. So you say it's difficult to understand. What is one reason why it's difficult to understand? Quý vị nói khó hiểu Kinh Thánh thì quý vị hãy cho tôi biết là một cái lý do để tại sao chúng ta khó hiểu Kinh Thánh. Cho tôi một cái lý do. Anyone? Có ai xin quý vị chúng ta đưa tay để chúng ta nói. Ý là lý do là cái gì? Lý do tại sao mà thấy nó khó? Lý do kiểu đọc bài văn mà mình không hiểu bố cục của nó là như thế nào? The things I because is that because I do not understand the context. Okay. Yeah. He finds reading the Bible difficult because he do not understand the context of the Bible. And context is very important. Ngữ cảnh hay là cái mạch văn đó rất là quan trọng. Yeah, I take it when you say context means that you're looking at the background. Khi mà mình nói đến cái mạch văn đó có nghĩa là mình xem xét cái bối cảnh của nó. On the way here, Elder Peter and myself, we were talking about the prodigal son. Thì gần đây đó thì hai chúng tôi có nói chuyện với nhau về cái người con trai hoang đàng. This one is a very popular story. You all know what is prodigal son? Tất cả chúng ta đều biết câu chuyện về con trai hoang đàng đúng không ạ? Nó câu chuyện rất là nổi tiếng. Luke chapter 15. Ở trong Luca đoạn 15. Ở bên? Yes or no? Quý vị có biết không? The lost son? Người con trai mà đi lạc đó. Yes. And then you talk about context. I give an example when he talks about it, doesn't understand the context. Khi mà Quang nói về cái bối cảnh đó thì bây giờ tôi sẽ nói cái câu chuyện này. So if you look at Luke chapter 15. Cho nên khi mà chúng ta xem vào trong Luca đoạn 15. You divide the chapter into three portions. Thì chúng ta thấy là đoạn 15 nó có 3 phần. The first is the lost coin. Cái phần đầu tiên là nói về đồng bạc bị mất. A lost sheep. Nói về con chim bị mất. Sorry, the lost sheep, lost coin, and the lost son. Đồng bạc bị mất, con chim bị mất và người con trai đi lạc. So when you want to look at context, you don't look just the passage on the prodigal son. Cho nên nếu mà chúng ta muốn xem xét cái bối cảnh đó, chúng ta không chỉ xem cái khúc hay là cái đoạn nói về cái người con trai đi lạc. If you need to, you will go back. Nếu quý vị cần xem xét bối cảnh đó, thì quý vị cần phải đọc cái kênh nữa. So for this chapter on prodigal son, it's easier to understand. Cho nên đối với Luca đoạn 15 nói về người con trai hoang đàng thì nó dễ hiểu hơn. Because you don't have to look very far, you just go to the first verse of chapter 15. Bởi vì quý vị không cần phải đọc trở lại nhiều câu mà quý vị chỉ cần đọc trước khi đọc. So when you want to look for context. Nếu quý vị thực sự muốn xem xét cái bối cảnh, you look at first how when the beginning of these issues. Chúng ta cần phải xem đúng không ạ, những cái điểm bắt đầu của những cái vấn đề này. So when you look at Luke chapter 15. Khi mà mình xem vào trong Luca đoạn 15. Verse 1. Câu số 1. You see, now the tax collectors and the sinners were all gathering around to hear him. Thì nói rằng hết thảy các người thu thuế và người có tội đến gần Đức Chúa Giêsu lắng nghe Ngài giảng. To be sure, you go further up to chapter 14. Thì quý vị hãy đảm bảo là trước khi quý vị đọc đoạn 15 đó thì hãy đọc trở lại đoạn 14. Okay, the next one is talks about the cost of discipleship. Và cái đoạn tiếp theo đó thì nói về. Okay, there's no more link with it. There's no more connection. Thì ở đây nó không còn một cái sự kết nối nữa. So you go back to chapter 15. Rồi, chúng ta quay trở lại đoạn 15, tại vì đoạn 16 chúng ta đọc nó nói về cái vấn đề khác. Cho nên chúng ta trở lại đoạn 15. So you find the context for chapter 15.
Và chúng ta sẽ thấy được cái bối cảnh của đoạn 15. And the context is in the first two verses. Và cái bối cảnh thì nằm ở trong hai cái câu đầu tiên. You say now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear him. Hết thảy những người thâu thuế và người có tội đặt đến gần Đức Chúa Giêsu để nghe Ngài giảng. But the Pharisees and the teachers of the law. Nhưng những người Pharisee và các thầy thông giáo muttered. Là mầm. This man welcomes sinners and eat with them. Nói rằng người này tiếp những kẻ tội nhân và cùng ăn với họ. So the context here is about the sinners. Cho nên cái bối cảnh ở đây là gì? Về những tội nhân. And the teacher of the law. They see Jesus as a rabbi. Và những thầy thông giáo họ coi Chúa Giêsu là một rabbi. Because the Pharisees themselves. Bởi vì bản thân những người Pharisee. They see themselves very high. Họ coi mình là một cái người ở cái vị trí rất là cao. They are, you know the meaning of Pharisees? Quý vị biết ý nghĩa chữ Pharisee không? Separate, the name is separate. So they see themselves separated from the sinners. Pharisee có nghĩa là biệt riêng, cho nên họ coi họ là những người được biệt riêng ra, tách riêng khỏi những người khác. So that's the attitude of the Pharisees. They think very highly of themselves. Cho nên đó là thái độ của những người Pharisee, họ tự nghĩ về mình quá cao. Tax collectors, the prostitutes, the thieves, the sinners, they don't want to have anything to do with them. Họ không có muốn gọi là giao du với những người thâu thuế, phường địa điếm hay là những kẻ tội nhân. So they criticize Jesus for being with the tax collectors and the sinners. Cho nên họ đã chỉ trích Chúa Giêsu bởi vì Ngài gọi là gần gũi với những người thâu thuế và những người tội nhân. So this is the context. This is the context where Jesus started to talk about the three parables. Và đây chính là cái bối cảnh, là cái điểm khởi sự để Chúa Giêsu bắt đầu nói về những ba cái dụ ngôn kia. He talked about the lost sheep. Chúa Giêsu nói về con chiên bị mất. You got 100 sheep. Người có 100 con chiên. You lost one. Người mất một cái. And in the background of this parable is that, you know, at when the shepherd bring the sheep out for the day. Cái bối cảnh này là gì? Khi mà người chăn chiên đó dắt bầy chiên ra ngoài. You must understand the history and the context again. Một lần nữa chúng ta phải hiểu được cái bối cảnh và cái lịch sử ở đây. When the shepherd in the days of Jesus. Khi những người chăn chiên ở trong thời của Chúa Giêsu. They bring them out to eat grass. Đưa bầy chiên ra ngoài chuồng để ăn cỏ. It's not like Australia. Không có giống như ở tại Mỹ Úc đâu quý vị. You stand one, you can see everything. Ở tại Mỹ Úc có thể đứng một chỗ thôi nhưng mà thấy tất cả mọi thứ. Then every grass was beautiful. Và ngọc bầy cỏ thì rất là xanh tươi. So the context is that when they are in the day. In the land of Israel. Ở tại đất Israel. It's desert. Là hoang mạc, không có đồng cỏ xanh tươi giống như ở tại Úc. Mountains. Nó có núi. For the sheep to eat the grass. Để những con chiên có cỏ để ăn. It's everywhere stone. Tại vì chỗ nào cũng có đá xói hết. Little bit of grass here, little bit of grass there. Chỗ này có cỏ một chút, chỗ kia có cỏ một chút. That's why we have Psalm 23 also. Đó là lý do mà chúng ta có Thi Thiên 23. Okay, that one I put one side first to talk, okay? Tất nhiên chúng ta để cái đó qua một bên, chúng ta không có nói. And the sheep has got to go up to the mountain to find the little grass. Và những con chiên nó phải trèo lên núi để nó tìm từng cái ngọn cỏ để nó ăn. So you have 100 sheep. Và phá hàng trăm con chiên như vậy. Up the mountain, behind the mountain, everywhere. Có con nó thì leo lên núi, có con xuống núi, có con nó thì ra sau núi. Mỗi con mỗi hướng. Very different from Australia, you see all together. Khác với ở tại Nhật Úc gắn camera xem thấy hết. So when at the day sundown. Khi mà chiều về. We gather all the sheep back. Thế đúng không? Gọi, tức là it's very dark. Con chiên về. For a shepherd to find the lost sheep. Để một cái người chăn mà tìm được cái con chiên mà bị mất á. You will risk losing the 99. Thế anh ta mạo hiểm là có thể là mất luôn 99 con khác. But because of the shepherd love for his sheep. Bởi cớ người chăn chiên yêu thương bầy chiên của mình. He will go out in the dark to find the sheep. Người đó dám đi ra trong đêm tối như vậy để mà tìm con chiên bị lạc mất. Risking his own life. Người đó mạo hiểm chính mạng sống của mình. And that's the context. Đó chính là cái bối cảnh. And he says that. Other people say that the father
in the lost son is the God, and the shepherd here is our God. Và thường lão Peter nói rằng ở trong câu chuyện người con trai hoang đàn, người cha chính là hình ảnh của Đức Chúa Trời và người chăn chiên ở đây chính là Đức Chúa Trời. So this is the context is that the Pharisees say that how come he eat with the sinners and the tax collectors. Bối cảnh ở đây là gì? Những người Pharisee nói tại sao thầy là một rabbi lại ngồi ăn chung với những người thâu thuế và những kẻ tội lỗi. But because he just like a shepherd, he will go all out at the risk of his life to find the lost sheep. Nhưng mà bởi đó ngài với tư cách là một đấng chăn chiên, ngài dám đi ra để mà tìm con chiên bị lạc mất. For a sheep to get lost, huh? Đấy, con chiên mà nó bị lạc đó. Do you know sheep are stupid? Chúng ta có biết con chiên thì nó không có được thông minh lắm không? And then they are very timid. Và chúng rất là nhát. They will always stick together. Chiên thì nó luôn luôn ở chung bầy với nhau. For a sheep to get lost, it's talked about the kind of sheep. Và nếu mà một con chiên mà nó đi lạc thì chắc chắn có cái điều gì đặc biệt với con chiên đó. So there's a context when you look at context. So I give this example. Cho nên đó là cái bối cảnh và tôi đưa ra cái ví dụ. Right, to show you when you say you want to find out what's the context. The context you've got to go the whole chapter, even sometimes one chapter behind. Cho nên khi chúng ta thắc mắc không biết cái bối cảnh của nó là gì thì chúng ta cần phải đọc hết cả cái đoạn đó. Nếu chưa thì chúng ta cần phải đọc luôn những cái đoạn phía trước đó. So when you look at parables, cho nên khi chúng ta đọc các cái điều ngôn, parable was written in the land of Israel. Các điều ngôn này được viết ở tại xứ Israel. So we also need to know the background. Cho nên chúng ta cần phải hiểu được cái bối cảnh, the culture, cái văn hóa, in order for us to understand the Bible correctly. Để chúng ta hiểu đúng kinh thánh. That's why we need to learn about method. Đó là lý do khi chúng ta học về các cái phương pháp. You realize that not one method. There's no one method to use for all the scriptures. Chúng ta biết là không có một cái phương pháp nào sử dụng cho tất cả các sách đâu. Okay. Đúng không ạ? That's what the prodigal son. Talk about prodigal son. You know, in the culture, the son cannot ask the father for inheritance. Thì khi chúng ta đọc câu chuyện về người con trai hoang đảo thì đáng nghĩa là người con trai đó không có được xin cha mình cái cơ nghiệp. I think our culture is the same. Coi tên là cái văn hóa của chúng ta thì giống nhau. Can you imagine your son ask you, can you give me half of my inheritance? Quý vị có tưởng tượng được không? Mình đang sống sờ đây mà con đến với mình và nói rằng chia cho con nửa cái số đất của ba. You only give the inheritance when you die, right? Mình chỉ chia tài sản cho con khi mình qua đời thôi. So the prodigal son itself, you look at how bad the son is. Cho nên hình ảnh người con trai hoang đảo cho thấy một người con trai rất là tệ bạc. And yet the father, when he returned, the father embraced him, restored him. Nhưng mà khi trở về đó thì người cha vẫn ôm ấp và phục hồi cái người con trai đó. Since we are on this parable, what do you call it? Prodigal son, the lost son. Okay. Chúng ta đang nói về người con trai bị lạc mất. We talk about parable. Chúng ta nói về dụ ngôn. Talk about context. Chúng ta nói về bối cảnh. The first method we talk about is allegorically. Phương pháp đầu tiên mà chúng ta nói là phương pháp ngụ ý. There are people who apply this method. He says that when the father put on the robe. Và họ nói rằng người cha mặc áo choàng cho con trai. People who use this method. Thì những người mà sử dụng cái phương pháp ngụ ý. They spiritualize the concept of robe. Thì họ thuộc linh hóa cái khái niệm mặc áo choàng. To say that this is a robe of immortality. Và họ nói rằng cái áo choàng immortality. Cái áo đó là cái áo choàng của cái sự bất tử. Họ nói như vậy. Robe of eternal life. Họ nói đó là cái áo choàng về sự sống đời đời. And when the father put on the sandal for him. Và khi mà người cha mặc giày cho con trai của mình. There are a school of thoughts where they use the first method. Thì có một cái trường phái tư tưởng họ đã sử dụng cái phương pháp đầu tiên mà chúng ta nói đó. He said that the shoe. Họ nói rằng cái giày is a symbol for upward progression for the son. Đó chính là cái hình bóng nói về cái sự phục hồi cái người con trai đó. And when he celebrate with the fat cow. Và khi họ ăn mừng, họ giết một con bò để ăn mừng.
And the fat cow was Christ. Thì họ nói rằng con bò đây là nói về Đấng Christ. Have you heard of this? Chúng ta có bao giờ nghe cái sự giải nghĩa như vậy chưa? Right. See, this is how this method of allegory is being used by certain group of people. Qua đây thì chúng ta thấy được một số cái nhóm người họ đã sử dụng cái phương pháp ngụy như thế nào. Is to spiritualize the whole scripture. Có nghĩa là gì? Họ thuộc lý ngũ khóa cũng như là toàn bộ kinh thánh. What they did is that they look at Sandal, the thing, or rather they say a fat calf. A fat calf. Then they start to think, what does a fat calf mean? Then they think and think and think become one. Những người sử dụng cái phương pháp này đó, họ nhìn hình ảnh một con bò mập và họ bắt đầu họ suy nghĩ, họ cứ liên tục suy nghĩ cho đến khi cái suy nghĩ của họ trở nên một cách toàn diện. Then they say, oh, Jesus is the sacrificial lamb. Và cuối cùng họ nói là, oh, Chúa Giêsu là chiên con hy sinh. So this fat calf. Và vậy thì chắc chắn con bò mập này là Đấng Christ rồi. This is one example. I'm not making up, but this is happened, okay? Cái này tôi không phải là cho tôi chỉ ra đâu quý vị, nhưng mà đây là một cái sự thật nó đã diễn ra rồi. So for us today when we cover the methods. Cho nên ngày hôm nay đó, khi chúng ta học về các cái phương pháp. I don't ask you to do it. I'm asking you to be aware that such things is happening. Tôi không có bảo quý vị phải làm theo các cái phương pháp đó, mà tôi chỉ bảo quý vị là hãy cẩn thận bởi vì có những cái việc như vậy xảy ra rồi. So what the parable in context? Cho nên khi mà chúng ta xem xét các cái dụ ngôn theo cái bối cảnh của nó, it's about the heart of the Father. Thì khi nội dung ở đây là nói về cái tấm lòng của Cha. It's spiritualized until the shoe, the robe, and the fat calf. Và những người mà sử dụng phương pháp đó, họ đã gọi là thuộc linh hóa qua cái áo choàng rồi cái giày rồi con bò mập. So when Jesus gives this parable, cho nên khi mà Chúa Giêsu nói dụ ngôn đó, one interpretation. Thì có một cái sự giải nghĩa. The meaning is to answer to the Pharisees when he say why he eats with the tax collectors and the sinners. Thì một giải nghĩa thì chúng ta cho rằng Chúa Giêsu sử dụng cái dụ ngôn đó để mà trả lời cho những người Pharisee, là những người nói rằng tại sao ngài lại ăn ở với những người thâu thuế và những người tội lỗi. In that context, Jesus is telling him, this is the Father heart. Và ở trong cái bối cảnh đó, Chúa Giêsu nói với những người đó rằng, đây qua cái dụ ngôn này các người thấy được tấm lòng của Đức Chúa Trời, và Cha. But sometimes we spiritualize it. Thay vì đúng không, để những người đó thuộc linh hóa. However, tuy nhiên, you may have only one interpretation. Có phải là chúng ta chỉ có một cái sự giải nghĩa thôi không? But we can use the same interpretation to use it as an application for today. Tất nhiên có chỉ có một cái sự giải nghĩa thôi, nhưng mà cái ứng dụng của nó chúng ta có thể áp dụng cho ngày hôm nay. Like doing inference. Giống như là gì? Cái sự khắc phục. We heard many sermon on the prodigal son. Chúng ta nghe rất là nhiều bài giảng về người con trai hoang đàng. Focusing on the lost son. Cứ tập trung vào người con trai hư mất. Knowing his mistake, coming back to seeking forgiveness, and he was forgiven. Người đó biết tội lỗi của mình, người đó trở về và được tha thứ tội lỗi. There's a truth in it. Có những cái lẽ thật ở trong đó. There's a truth in it such that the son repent and then seek forgiveness and his sin is forgiven. Có and lẽ thật is restored. Ở trong việc người con trai ăn năn được tha thứ tội lỗi và được phục hồi trở lại. It is true, God will forgive and restore you. Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và phục hồi chúng ta. And give us the eternal life. Và ban cho chúng ta sự sống đời đời. But in context. Nhưng mà ở trong cái bối cảnh đó. It's not about the son, it's about the father heart. Thì không có nói về cái người con trai bị lạc mất mà nói về tấm lòng của người cha. There are some sermon talk about the elder brother. Có một số bài giảng thì nói về người anh cả. The elder brother, you know, had a heart of heart. Người anh cả thì có một cái tấm lòng trai cứng. And he cannot forgive. Và người anh đó không thể tha thứ. And he angry with the father. Và anh ta bắt đầu giận với cha của mình. So that's also another way of using this scripture to show the heart of the elder brother.
và đó cũng là một cách để chúng ta có thể sử dụng cái phân đoạn kinh thánh đó để bày tỏ được, lột tả được cái tấm lòng của người anh trai. These are called the application. Những cái đó được gọi là những cái phần áp dụng. From one interpretation. Từ một cái sự giải nghĩa thôi nhưng mà có nhiều cái sự áp dụng khác nhau. The interpretation is for every one of us when we read scripture. Và cái sự áp dụng đó là dành cho tất cả chúng ta khi chúng ta đọc kinh thánh. Is to find out what it was. When we should find out when the scripture was written, what it meant. Và chúng ta hiểu khi mà kinh thánh được viết đó, thì ý nghĩa của nó là như thế nào. Through all this method of interpretation. Qua tất cả những cái phương pháp giải nghĩa này. We find we from what it meant, we interpret it and find out what it means for us today. Từ cái ý nghĩa của kinh thánh, chúng ta tìm hiểu ra cái ý nghĩa đó và xem là nó có ý nghĩa gì với chúng ta ngày hôm nay. Answer your question. Được không ạ? Anybody else? Còn có ai có câu hỏi gì nữa không quý vị? Whenever we teach, when no question means two things. Khi mà chúng ta đặt câu hỏi đó, thì có hai vấn đề như thế này. I'm very very good. Khi mà quý vị không hỏi có nghĩa là gì? Tôi dễ rất là tốt. Or you don't know what I'm talking about. Hoặc là quý vị chẳng hề biết mục tiêu gì về cái điều tôi đang nói. So any question. Nếu mà quý vị không đặt câu hỏi đó, vậy quý vị ở đây có câu hỏi gì không? No. Không hả? Okay, let's pray. Và xin mời quý vị chúng ta đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha thiên thượng, we thank you for your grace and mercy. Cảm ơn Chúa vì ân điển và lòng thương xót của Ngài. We thank you for the written word that you have given to us. Cảm ơn Chúa vì lời thành văn của Ngài ban cho chúng con. And indeed, God, your word is evergreen. Và Chúa ơi, chúng con biết rằng lời của Ngài thì luôn luôn tươi mới. Your knowledge that your word is inspired. Và sự tri thức về lời Ngài là được thần cảm. And we know that the word is written so many thousand years ago. Và chúng con biết rằng lời của Ngài đã được viết ra cách đây nhiều ngàn năm. Over a long period of time. Trong một khoảng thời gian rất là dài. Written by so many different human beings. Và nhiều tác giả là con người viết ra. But we acknowledge, Lord. Nhưng mà Chúa ơi. That all the words come from you and you alone. Và chúng con nhìn nhận rằng lời là đến từ Ngài và chỉ duy Ngài mà thôi. And you have inspired different people over so many years. Và Chúa đã cảm động nhiều người qua nhiều năm như vậy. And Lord, we acknowledge that you are the same God. Chúng con nhìn nhận Ngài là cùng một Đức Chúa Trời. Until today. Cho đến ngày hôm nay. And your word is inspired. Và lời của Ngài được thành cảm. And even today as we touch on the topics on method of interpretation. Và ngay cả ngày hôm nay khi mà chúng con nói về chủ đề các phương pháp giải nghĩa. I pray for every one of us. Con cầu nguyện cho mỗi một người chúng con ở đây. That when we read your word. Để khi chúng con đọc lời của Ngài. And try to make sense of your word. Và cố gắng hiểu lời của Ngài. Ask Holy Spirit. Để chúng con cầu nguyện xin Thánh Linh của Ngài. That you will help every one of us. Để Ngài giúp đỡ mỗi người trong chúng con. With only one intention. Với một ý định duy nhất. Is to know what you said. Là để biết những gì Ngài đã nói. Xin Chúa ban cho chúng con sự mặc ải ý nghĩa của nó. Về cách để áp dụng. How to use it. Cách để sử dụng. So that we can feed our sheep. Để chúng con có thể nuôi dưỡng bầy chiên. And I pray for all my brothers and sisters here. Con cầu nguyện cho tất cả anh chị em của con ở đây. That you will bless them. Xin Chúa ban phước cho họ. You will give them the boldness, ban cho họ sự giản dị, and the anointing, là sự sức dầu, to read the word, understand the word, để đọc lời của Ngài và hiểu lời của Ngài, and they will look to you, và họ sẽ ngửa trong nơi Ngài, to help them recover me, và Chúa ơi xin giúp đỡ họ trong lúc có cần. So I commit all of us to you. Con trình dâng tất cả chúng con cho Ngài. In the name of our Lord Jesus Christ. Trong danh của Chúa chúng con là Chúa Giêsu. Amen. Và chúng con nói Amen. Amen.